Chị Nguyệt nộp hồ sơ xin tách thửa 300m² đất ở quận 9. Đo vẽ, đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ nhưng mấy năm liền hồ sơ của chị chưa giải quyết xong. Phải chuyển lên trên văn phòng cấp nhà đất thành phố. Rồi đến lần thứ hai lại có vấn đề nữa. Mà tôi lên lại một cái giấy hẹn nữa. Nhưng đến bây giờ thì tôi biết là không biết đến bao giờ luôn. Trong khi cùng hồ sơ tương tự thì người dân ở một số quận huyện khác lại thực hiện thủ tục tách thửa bình thường. Sự khác nhau giữa các quận huyện trong việc tách thửa khiến cho nhiều người loay hoay không biết nên làm thế nào. Hóc Môn, quận 9, quận 2 hay là huyện Bình Chánh thì nó có những quy định khác nhau. Ví dụ giống như là một người dân giống như tôi có hai căn nhà thì khi mà đi làm hồ sơ ở bên này thì được, qua bên kia không được thì dẫn tới chúng tôi không biết phải làm như thế nào. Cái công tác quy hoạch hiện nay ở các cái quận huyện là mỗi nơi đã làm một khác. Do đó thì chúng ta cần phải có một cái hướng dẫn liên tịch của các sở để thống nhất trong toàn thành phố. Thừa nhận việc áp dụng ở một số quận huyện có khác nhau, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho rằng ở các quận huyện quy hoạch khu vực đất khu dân cư mới, thực hiện quy hoạch 1/500 còn chậm trễ, thành phố đã và đang rà soát các dự án để thực hiện nhất quán tại tất cả các quận huyện. Hội đồng nhân dân vừa rồi là cũng có kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố rà soát để điều chỉnh. Chính vì vậy trong cái quy định của quyết định 60 có nói rằng nếu trong 3 năm mà lập cái quy hoạch xây dựng mà không triển khai thì các cái cơ quan chính quyền có liên quan phải lập tức điều chỉnh quy hoạch đó để thực hiện các quyền của người dân trong khu vực có dự án. Cuối năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định 60 quy định về việc tách thửa đối với đất khu dân cư mới. Nếu có quy hoạch 1/500 thì tách thửa cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay việc quy hoạch 1/500 do Sở Quy hoạch Kiến trúc thực hiện còn chậm trễ. Ở khu vực vùng ven, đất xây dựng mới khi tách thửa gặp rất nhiều khó khăn.